tôi vất vả, đêm tôi cũng phải đi xếp anh em ạ. Có khách đặt cây đàn nên là lại đi luôn. Ra là mùa dịch này có khách là điều tuyệt vời đấy anh em ạ. Thì hôm trước cũng thứ sáu cũng về được hơn 20 cây A22 với cả một số cây custom thì khách ủng hộ cũng gần hết rồi. 22 thì hết rồi, còn có một cây, một hai cây với cả một hai cây màu hồng đấy. Còn sắp mấy hôm nữa cũng sẽ về được một lô mới, nên là bạn nào mà có ý định mua ấy, thì cứ chuẩn bị tinh thần sẽ mua đó. Ok, với các bạn như thế mình cũng chia sẻ anh em vậy thôi. Anh em là trong khu vực Thái Nguyên ấy, mà ủng hộ mình mà muốn mình ship tận nhà thì cũng ok. Đây mình ship tận xuống tận Samsung cơ, Samsung Thái Nguyên cơ. Đó, Samsung hiện đang là nhà máy Samsung Thái Nguyên đang SFVT đang là nhà máy sản xuất lớn nhất Samsung của Samsung tại Đông Nam Á thì phải. Mình nghe mang máng với không biết thế nào đấy, đại loại như vậy đó. Thì cũng chả biết đây gì. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Tôi hy vọng là thời gian tới anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình tiếp nhé. Ok, chào mọi người.